Xin chào tất cả các bạn thân mến. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trên kênh audio Book Chuyện Đời. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao những người thành công nhất lại có cách giải quyết vấn đề khác biệt đến vậy? Bí mật nằm ở một tư duy mà cổ nhân đã đúc kết từ ngàn xưa, tư duy ngược. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách tư duy ngược đời này có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn hoàn toàn mới, từ đó đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng tạo hơn. Vậy tư duy ngược là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Bạn đã bao giờ cảm thấy bế tắc trước những vấn đề dường như không có lời giải? Bạn có biết rằng có một cách tư duy đặc biệt có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn một cách bất ngờ và hiệu quả? Hãy cùng khám phá tư duy ngược, phương pháp suy nghĩ khác biệt mà những người thành công thường áp dụng để giải quyết những thách thức trong cuộc sống. Từ việc bảo vệ ngôi nhà một cách sáng tạo, đến cách xử lý tình huống khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện dưới đây sẽ mở ra cho bạn một góc nhìn mới, giúp bạn không chỉ giải quyết vấn đề mà còn biến nghịch cảnh thành cơ hội. Đừng bỏ lỡ cơ hội để khám phá bí quyết tư duy này. 1. Bí quyết tư duy ngược, cách nhìn mới giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người tầm thường là nằm ở tư duy. Người thành công sẽ suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và khi rơi vào nghịch cảnh, họ biết cách sử dụng tư duy nghịch. Cuộc đời của mỗi người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại trắc trở ở phía trước ngáng đường. Vì vậy, bạn phải học được cho mình cách thoát ra hoàn cảnh khó khăn ấy nhanh nhất có thể. So với tư duy truyền thống, tư duy nghịch có nghĩa rằng bạn sẽ lật lại nhìn nhận vấn đề ở hướng ngược lại. Đây là phương thức tư duy mà phần lớn mọi người đều không nghĩ tới. Dùng tư duy nghịch để suy nghĩ và giải quyết vấn đề là bạn đang đi theo con đường ngược lại và cũng là một cách không ngờ tới và đáng ngạc nhiên. Giúp bạn đạt được mục tiêu. Chiến thắng trong mỗi chúng ta ai cũng có những quan điểm suy nghĩ riêng của bản thân mình. Trong nghệ thuật tư duy, đôi khi bạn sẽ có lối suy nghĩ đi ngược lại với đám đông. Điều đó không có nghĩa là bạn sai và cũng không thể chắc chắn rằng suy nghĩ của đám đông luôn đúng. Tư duy ngược là cách suy nghĩ ngược lại về những điều và quan điểm phổ biến, giúp bạn thoát khỏi lối mòn và những ý kiến của đám đông và trở thành một người kiên định với lối tư duy của mình. Hiện nay vẫn có không ít người đang dần bị cuốn vào những lối tư duy suy nghĩ bề nổi, tức là một lối suy nghĩ đi theo và giống với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những kiểu suy nghĩ này cho ra các kết quả và nhận định sai lầm trong nhiều trường hợp. Khi đám đông có cùng suy nghĩ và quan điểm nhưng khả năng cao lại là sai lầm. Ngoài ra, đôi khi chúng ta không thể hình dung ra một số điều nhưng nếu chúng ta nghĩ về nó theo một cách khác, chúng ta sẽ bất ngờ được khai sáng và nhận được những điều thú vị. Muốn thành công, hãy để những câu chuyện ngắn dưới đây thức tỉnh bạn. Những câu chuyện sau đây sẽ giúp cho bạn nắm được thế nào là tư duy nghịch của người thành công để từ đó biết cách vận dụng vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày cũng như xây dựng sự nghiệp và làm giàu. Câu chuyện thứ nhất, có một người giàu mỗi lần ra khỏi nhà đều sợ có người tới cướp nhà mình. Anh ta muốn mua một chú chó lai sói về trông nhà nhưng lại sợ cho chó ăn thì lại tốn tiền. Sau một khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta bỏ mật khẩu Wi-Fi đi để thành free Wi-Fi. Sau đó yên tâm ra khỏi nhà. Kể từ ngày đó, ngày nào cũng có mười mấy người đứng trước cửa nhà anh ta bắt Wi-Fi miễn phí. Rất an toàn và cũng không còn phải lo lắng nữa. Tư duy nghịch, đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, kết quả sẽ khác nhau rất nhiều. Câu chuyện thứ hai, một người giàu đi mua cà chua. Ông hỏi người bán hàng, cà chua bao tiền một cân? Người bán hàng nói, 16.000 một cân. Ông chọn lấy hai quả cà chua đặt lên bàn cân, sau đó chọn lấy một quả to nhất để lên cùng. Người bán hàng nhìn cân rồi nói, 10.000. Ông lấy quả to nhất ra khỏi cân tỏ ý không cần. Người bán hàng liếc ông một cái rồi nói, kiểu hách dịch, 8.000. Trên thực tế thì quả cà chua to nhất kia còn nặng hơn cả hai quả cà chua trên cân. Rõ ràng là người bán hàng vô lý. Người xung quanh chứng kiến đều rất không hài lòng. Nhưng người giàu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra 2.000 đưa cho người bán hàng. Nhưng ông không lấy hai quả cà chua trên bàn cân mà cầm lấy quả cà chua to nhất mà mình vừa bỏ ra khỏi cân rồi vui vẻ ra về. Tư duy nghịch, đổi cách tính, tự mình nghĩ ra một phương pháp khác.
bạn sẽ phát hiện ra cách giải quyết vấn đề mới. Câu chuyện thứ ba, có một ao cá mới được mở. Phí vào câu cá là 200.000. Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù có ngồi câu cả ngày cũng không câu được con cá nào. Ông chủ nói, nếu không câu được cá, vậy thì sẽ tặng một con gà. Kết quả, rất nhiều người tranh nhau tới câu cá. Khi quay về trong tay người nào người nấy cũng đều xách một con gà. Mọi người đều rất vui vẻ, cảm thấy ông chủ rất thú vị. Sau này, nhân viên quản lý ao cá nói với mọi người rằng ông chủ thực ra là hộ nuôi gà chuyên nghiệp. Tư duy nghịch, đổi mạch suy nghĩ nhưng vẫn đạt được mục tiêu. Câu chuyện thứ tư, nhà đầu tư tài ba nước Mỹ Charlie Munger còn được biết tới là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của Warren Buffett. Có người hỏi Charlie Munger, làm sao để tìm được một người bạn đồng hành tốt? Ông trả lời rằng, trước tiên bạn phải là một người tài giỏi và đáng tin cậy. Bởi lẽ một người bạn đồng hành tốt, họ không phải là kẻ ngốc. Tư duy nghịch, chim khôn luôn tìm cành cây tốt để làm bến đỗ. Câu chuyện thứ năm, Nelson Mandela bị kết án 27 năm tù và trong khoảng thời gian đó, ông đã bị các quản ngục ngược đãi rất nhiều. Điều bất ngờ đó là khi trở thành tổng thống, ông đã mời ba người quản ngục từng ngược đãi mình tới buổi lễ. Hôm đó, khi Mandela đứng lên tỏ lòng kính trọng với ba người quản ngục, mọi người chứng kiến đều tĩnh lặng. Ông nói, khi tôi bước ra khỏi cánh cửa ngục tù để bước tới với tự do, tôi biết rằng nếu mình không để những đau thương và oán hận lại phía sau, vậy thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở trong cái ngục tù ấy. Tư duy nghịch, tha thứ cho người khác thực ra là một hình thức cải thiện bản thân. Câu chuyện thứ sáu, có một ông lão thích yên tĩnh nhưng khu vực xung quanh nhà ông luôn có trẻ em tới chạy chơi. Điều này khiến ông cảm thấy rất phiền phức. Ông nghĩ ra một cách. Ông gọi lũ trẻ lại và nói, chỗ ta vốn rất yên tĩnh. Cảm ơn các cháu đã tới khuấy động làm không khí thêm vui vẻ. Đồng thời tặng cho mỗi đứa trẻ 3 cây kẹo. Lũ trẻ rất vui vẻ. Mỗi ngày đều tới đây chơi. Vài ngày sau, ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây. Và dần dần không còn cho chúng nữa. Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói, bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa. Ông lão lại có lại được không gian tĩnh như mình mong muốn. Tư duy nghịch, nắm bắt yếu điểm của người khác, không việc gì là không thành công. Câu chuyện thứ bảy, một nhân viên bán hàng nói với một người tới mua hàng rằng, chị à, ở đây chúng em có quyển sách tên là 500 lý do của đàn ông khi về muộn, chị nhất định phải mua nó. Người mua hàng cười nói, tại sao? Người nhân viên bình tĩnh nói, vì chồng chị cũng mua quyển này. Tư duy nghịch, đánh vào tâm lý, quyền kiểm soát chính sẽ nằm trong tay bạn. Câu chuyện thứ 8, có một nhà hàng ăn buffet. Vì thực khách tới ăn quá lãng phí thức ăn nên nhà hàng đã đặt ra quy định lãng phí thức ăn sẽ bị phạt 10.000. Kết quả, tình hình kinh doanh ngày càng tệ hơn. Sau này, quản lý nghĩ ra một giải pháp, tăng giá món ăn lên 10.000, đồng thời thay đổi quy định rằng người không lãng phí thức ăn sẽ được tặng 10.000. Kết quả, việc làm ăn phát đạt một cách bất ngờ. Hành vi lãng phí thức ăn cũng không còn nữa. Tư duy nghịch, đừng bao giờ để khách cảm thấy mình chịu thiệt, hãy để họ cảm thấy mình đang được hưởng lợi. Câu chuyện thứ 9, lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng, nếu bước lên một bước là chết, lùi một bước về sau cũng phải chết, con sẽ làm thế nào? Vị hòa thượng trẻ chẳng do dự đáp, thì con sẽ đi đường bên. Tư duy nghịch, bên cạnh đường vẫn còn con đường khác. Đời người khó lường, nghịch cảnh hay thất bại đều là chuyện thường tình. Lúc này bạn luôn phải giữ cho mình tâm thái lạc quan và tích cực. Nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, lật ngược lại vấn đề. Biết đâu sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Hy vọng luôn ở phía trước đón đợi bạn. Đôi khi mất đi cũng là một hình thức có lại được. Mong bạn trong khó khăn vẫn có thể sống thật lạc quan. Mong bạn học được tư duy nghịch thành công để trở thành một người thành công. Câu chuyện số 10, người mẹ và con gái. Con gái, mẹ ơi, con không muốn làm bài tập đâu. Chúng thật nhàm chán. Người mẹ, vậy mẹ sẽ làm bài tập của con rồi con kiểm tra giúp mẹ nhé. Cô con gái vui vẻ đồng ý. Vâng ạ. Người mẹ làm xong bài tập rồi đưa con gái kiểm tra. Cô bé kiểm tra rất nghiêm túc và cẩn thận, thậm chí còn giải thích cho mẹ những câu sai.
cô gái nhỏ không hiểu tại sao mẹ làm câu nào cũng sai nhưng vẫn rất hào hứng chữa bài. Cuối cùng bài tập đã hoàn thành và cô bé cũng hiểu rõ hơn các kiến thức khi giải thích cho mẹ. Tư duy ngược, chỉ cần thay đổi vị trí khéo léo trong mọi chuyện sẽ đem lại kết quả khác biệt chứ không cần thúc ép cố gắng đi theo con đường mòn. Câu chuyện thứ 11, Hasan cho một doanh nhân vay 2.000 nhân dân tệ để làm ăn. Khi thời hạn hoàn trả đang đến gần, Hasan bất ngờ phát hiện giấy nợ bị mất khiến anh vô cùng lo lắng vì anh biết rằng nếu làm mất giấy nợ, người đã vay tiền của anh ta sẽ có thể không trả nợ. Khi bạn của Hasan biết được điều này, anh ấy đã nói với bạn viết thư cho doanh nhân này và yêu cầu anh ấy trả lại 2.500 nhân dân tệ mà anh ấy đã vay của bạn vào thời điểm đó. Nghe đến đây Hasan tỏ ra khó hiểu. Anh ấy chỉ vay tôi 2.000 nhân dân tệ. Làm sao tôi có thể yêu cầu anh ta trả 2.500 nhân dân tệ được? Mặc dù không hiểu, nhưng Hasan vẫn làm theo. Sau khi bức thư được gửi đi, Hasan nhanh chóng nhận được hồi âm. Người doanh nhân viết trong thư, tôi vay của anh 2.000 nhân dân tệ, không phải 2.500 nhân dân tệ, và tôi sẽ trả lại anh khi đến hạn. Tư duy ngược về phương pháp luận. Tư duy đảo ngược có ý nghĩa công cụ rõ ràng và khi được sử dụng tốt, nó sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Câu chuyện số 12, chàng trai bị trộm điện thoại gần ga tàu liền nhờ một người bạn gửi tin nhắn vào di động. Anh ơi, tàu sắp rời bến rồi. Em có việc gấp không thể chờ anh được. Buổi trước em có nợ anh 20.000 tệ. Nay em trả anh. Em để tiền vào tủ A21 ở ga tàu. Mã số là 1685. Nửa giờ sau, kẻ trộm điện thoại bị bắt trước tủ A21 của nhà ga xe lửa. Nếu bạn thích video này, hãy bình luận số 1. Không thích, bình luận số 2. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý giá của bạn. 2. Sử dụng tư duy ngược để đổi mới. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Đời người khó lường. Nghịch cảnh hay thất bại đều là chuyện thường tình. Lúc này bạn luôn phải giữ cho mình tâm thái lạc quan và tích cực. Nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Lật ngược lại vấn đề. Biết đâu sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Hy vọng luôn ở phía trước phần 2 muốn tồn tại trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này. Bạn phải rèn cho mình tư duy ngược. Không quan trọng là bạn có bao nhiêu bánh mà quan trọng là bạn muốn ăn bao nhiêu. Phỏng vấn qua 3.000 ứng viên. Vị CEO kết luận người sau 30 tuổi không được chào đón vì 3 nguyên nhân sâu xa ít người biết. Trước đây tôi từng tham gia một tọa đàm về lập nghiệp của người trẻ. Ở đó rất nhiều người lão làng trong giới doanh nghiệp đã đến và chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất là một ông chủ doanh nghiệp đã chia sẻ câu chuyện làm thế nào để phán đoán nhân viên có năng lực hay không. Vị này kể về một người đàn ông 34 tuổi bị rất nhiều nơi từ chối khi đi phỏng vấn. Thật sự đã khiến tôi phải chăm chú lắng nghe. Phải kể thêm, vị CEO này từng huy động vốn thành công trong vòng tài trợ, sở hữu công ty rất lớn. Dù công ty tuyển đến người thứ 600 vẫn kiên trì tham dự đến phút cuối cùng, trực tiếp phỏng vấn từng người. Vị này nói lập nghiệp nhiều năm như vậy, đã phỏng vấn qua 3.000 người, tiến hành làm bảng Excel với 500 người đầu tiên, ghi chép phân tích từng người. Nếu người này được tuyển dụng, sẽ yêu cầu HR vào phòng kinh doanh đối chiếu người nhân viên đó có khác với phán đoán của anh ta hay không. Phỏng vấn qua khoảng 500 người, ông chủ này nhìn người chưa từng sai. Tiếp đến, anh ta chia sẻ 3 nguyên nhân khiến người lập trình viên 34 tuổi trên bị từ chối sau đây. Đầu tiên là tầm nhìn nhân sinh không rõ ràng. Đã 34 tuổi rồi mà chỉ vì mấy chuyện vụn vặt đã đùng đùng đổi việc. Trong 10 năm anh ta đã đổi hết thảy 5 lần. Có 2 lần bất hòa với lãnh đạo và đồng nghiệp. Một lần là vì phát thiếu 7 triệu tiền lương. Lần còn lại là cách xa nhà. Ông chủ này chia sẻ, con người chạy theo lợi ích là điều dễ hiểu. Nhưng vì vài chuyện vụn vặt mà tức khí đổi việc rõ ràng là thiếu tính kiên định, khiến kỳ vọng của người khác dành cho vô cùng thấp. Ngay cả năng lực chịu áp lực và chấp hành cũng không mạnh. Hơn nữa, đào tạo một người có tuổi như vậy rất khó. Thứ hai là thiếu lối tư duy ngược. Khi phỏng vấn, ông đưa ra một câu hỏi có độ khó. Anh kia có chút ngơ ngác. Cuối cùng mới nói là với năng lực của mình thì không thể thực hiện. Hơn nữa, còn tìm một lý do để biện hộ rằng cái vấn đề kia rất khó. Tôi tìm bạn đến để giải quyết vấn đề. Giả dụ cả ngày ngày bạn chỉ nghĩ bản thân năng lực ra sao,
phù hợp với việc nào mà không phải là tôi nên làm việc gì và cần có những công cụ nào để làm việc đó. Với tư duy đó thì mãi sẽ không có thành tựu đột phá. Người như này thì hiếm nhà tuyển dụng nào gật đầu. Thứ ba, thiếu khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Người lập trình viên 34 tuổi này, với lĩnh vực bản thân đảm nhiệm chỉ có thể tính là thành thạo, còn nghiên cứu sâu hơn thì chưa đủ. Ngược lại, các lĩnh vực không liên quan rõ ràng là không chắc và cũng không có thái độ học tập. Trong 10 năm làm việc, kiến thức của anh ta chỉ tương đương người có kinh nghiệm một vài năm. Tương lai cũng chỉ là thạo việc đã quen tay. Còn để nói về kiến thức sâu rộng thì người này tiềm năng không lớn. Cuối cùng, vị CEO kia đã tổng kết khiến tôi ấn tượng sâu sắc với những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Muốn biết anh ta có phải là ứng viên tiềm năng không? Nhìn vào thành quả bộc phát nhất thời mà phải nhìn cách mà anh ta học hỏi và phát triển công việc đó ra sao. Có tầm nhìn nhân sinh hay không là đừng vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ giá trị lâu dài. Cái gọi là tầm nhìn nhân sinh hiểu là giá trị cầu thị khi nghĩ và làm một việc giá trị dài hạn mà anh ta theo đuổi. Bất kể bạn có đem tầm nhìn của mình để hành động hay không thì sâu trong tâm hồn đã có khát vọng không thể giấu giếm. Một khi có cơ hội, có khó khăn cỡ nào đều tận lực tìm biện pháp để thực hiện. Cho nên, tầm nhìn nhân sinh càng lớn rõ ràng tiềm năng càng lớn. Nhưng sợ nhất là bạn không hiểu bản thân muốn gì và bị chút lợi ích dắt mũi. Hôm nay có công việc cao hơn 7 triệu thì lập tức nhảy việc. Ngày mai có công việc gần nhà hơn cũng nhảy việc. Ngày kia có công việc được nghỉ phép năm nhiều hơn. Tiếp tục nhảy việc. Giờ chúng ta so sánh hai mức tương phản. Ví dụ một công việc có thể thực hiện giá trị dài hạn và bạn thật sự rất nhiệt huyết. Hơn nữa còn có thể tăng tính cạnh tranh. Mặt khác là công việc mức lương 15 triệu. Bạn sẽ chọn cái nào? Tôi chắc chắn rất nhiều người sẽ chọn công việc số 2. Đây là điều không thể trách. Cứ mỗi tháng có 15 triệu. Một năm có 180 triệu. 10 năm là 1,8 tỷ. Tính cả lạm phát thì số tiền về tay sẽ ít hơn. Bạn mắc kẹt trong 10 năm đẹp nhất của cuộc đời. 1,8 tỷ đó có thể đưa bạn quay lại được không? Giống như bài diễn thuyết của vị CEO kia. Nếu nhân viên của bạn đến độ tuổi 30 vẫn nhảy ngược lên vì số tiền có thể nhiều hoặc ít hơn 7 triệu mà không bình tĩnh lại để đi đào sâu tìm tòi về công việc, học thêm quản lý, dẫn dắt, bạn cho rằng người đó có tiềm năng ư? Bạn sẽ dành thời gian quý báu để đi đào tạo ư? Khả năng đó là vô cùng ít. Tôi nghĩ dường như là không thể. Vậy bạn nên làm thế nào để theo đuổi những giá trị lâu dài? Đừng bao giờ vì chút tiền lương thưởng mà từ bỏ việc mình thực sự nhiệt huyết, gắn bó, có thể giúp phát triển sự nghiệp. Chu kỳ một công việc là 5 đến 6 năm. Mỗi nửa chu kỳ hãy tự hỏi bản thân. Hiện tại công việc này là sự nghiệp bản thân sẽ theo đuổi cả đời sau. Khi muốn vứt bỏ, đừng chần chừ. Nếu không thì trước khi chết bạn sẽ không cam tâm. Lựa chọn đừng sợ sai. Sai là xác suất. Bạn chỉ cần trau dồi năng lực. Vào thời khắc bạn chọn đúng là được rồi. Nếu không biết chọn lựa ra sao, hãy lật lại ba điều trên và suy nghĩ. Rèn tư duy suy nghĩ ngược. Không quan trọng là bạn có bao nhiêu bánh mà bạn muốn ăn bao nhiêu. Google từng có một quy định bất thành văn ở mỗi vị trí quan trọng. Chấp nhận bỏ ra gấp đôi số tiền để thuê được những người ưu tú nhất trong ngành. Bởi vì khoảng cách giữa nhân tài hạng 1 và nhân tài hạng 3 là số lượng cực hiếm chứ không chỉ một chút chút như mọi người tưởng tượng. Một tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt hạng nhất và hạng 3 là nhân tài hạng 3 xem xét bản thân có tài nguyên gì. Sau đó sẽ đi thực hiện công việc tương ứng. Nhân tài hạng nhất xem xét công việc bản thân muốn làm và đi tìm nguồn tư liệu cho công việc đó. Tiềm năng của các nhân viên nhiều tuổi không cao vì rất dễ bị giới hạn bởi kỹ năng hạn chế của bản thân. Với người trẻ, tiềm năng lớn hơn bởi vì cách nghĩ tầm nhìn rộng, có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Làm cách nào để rèn luyện tư duy ngược? Bắt tay vào công việc nào đó. Trước tiên hãy nghĩ tôi cần làm những gì chứ không phải tôi chỉ biết và có kỹ năng này nên tôi chỉ đảm nhận được từng này công việc. Luôn xem xét suy nghĩ trong bất kỳ ngành nào. Ai giỏi nhất? Tôi làm cách nào để được như anh ta hoặc giỏi hơn? Không thiết lập giới hạn cho bản thân. Hãy đứng trên mọi góc độ để xem xét. Người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì không thể thực hiện được bất cứ thử thách nào. Khác biệt giữa nhân tài hạng 3 và nhân tài hạng nhất là số lượng cực ít. Cho nên bạn đừng dương dương tự đắc. Thế giới tồn tại những cao thủ lợi hại hơn bạn rất nhiều nhưng cũng đừng mất đi hy vọng. Nếu chỉ cần thông qua học tập thực tiễn thì bạn có thể tiến thêm một bước vào nhóm nhân tài hiếm kia.
dám nghĩ dám làm. Tìm ra biện pháp để hoàn thành công việc hơn là ngồi nghĩ năng lực của bản thân chỉ có giới hạn. Cuộc sống thử thách sức bền của người chạy marathon. Chúng ta giống như những người bắt đầu start-up, cảm thấy đây là cơ hội, kia cũng là cơ hội. Chúng ta đã bỏ qua một chuyện rất đối quan trọng. Đó là cơ hội thực sự, đó là kiên trì với một công việc. Hãy hiểu rằng cuộc đời giống như cuộc đua marathon. Người có tiềm năng sẽ chạy hoàn thành chặng đua đồng thời đạt được thành tích. Xác định rõ ràng phương hướng sẽ không vì cảnh đẹp ven đường mà từ bỏ chặng đua. 3. Những người có tư duy ngược lợi hại đến mức nào? Vì sao có người luôn bận tối mắt tối mũi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo? Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao có những người dù bận tối mắt nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo? Còn lại có những người không ngừng gặt hái thành công trong sự nghiệp. Có lẽ vì 2 năm trở lại đây, các phương tiện truyền thông luôn rầm rộ đưa tin về sự thua lỗ của nhiều nhà đầu tư nhỏ trên thị trường chứng khoán nên rất nhiều người khởi xướng chủ nghĩa chăm chỉ cho rằng bạn chỉ cần chăm chỉ và kiên trì. Cuộc sống của bạn nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Bạn phải làm việc chăm chỉ thì mới có thể kiếm được tiền. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ chẳng là gì cả. Những người theo chủ nghĩa chăm chỉ này sẽ thuận theo tình thế đó mà đưa ra thêm nhiều công việc mới và cho rằng sau khi bạn học được cách làm những công việc mới này, họ sẽ hoàn tiền cho bạn coi như đây là một hình thức học miễn phí. Bạn có thấy cảnh tượng này, nghệ thuật thuyết phục này quen không? Chắc hẳn rất nhiều người đã thấy cảnh này và đã có những người nghiên cứu qua. Rõ ràng là bạn đã rất chăm chỉ, nhưng cái kết cuối cùng lại khiến nhiều người suy ngẫm. Sự chăm chỉ của bạn chỉ là con tốt trên bàn cờ của người ta mà thôi. Dù điều này thật phũ phàng nhưng đó là sự thật. Trong khi bạn vẫn đang bận tối mắt tối mũi, người khác đã công thành danh toại rồi. Video này không phủ nhận sự cần thiết của sự chăm chỉ và kiên trì mà muốn từ một góc nhìn khác đặt ra một câu hỏi. Tại sao rất nhiều người làm việc chăm chỉ, thường xuyên tăng ca đến nửa đêm nhưng vẫn không biết đâu mới là lý tưởng mà bản thân cần theo đuổi? Tại sao nhiều người lại luôn bận tối mắt tối mũi với công việc cả ngày, giải quyết mà vẫn chưa xong? Đó là vì họ luôn dành thời gian để đi giải quyết những vấn đề trước mắt và cứ nghĩ chỉ cần làm xong những việc này thì không cần phải lo lắng điều gì nữa. Do đó, dần dần, những người này sẽ cạn kiệt sức lực, nguồn lực và cơ hội tốt chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt. Điều này có làm nên sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không? Câu trả lời là có. Sự khác biệt này nằm ở tư duy nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hiệu ứng tầm nhìn ống. Khi bạn nhìn mọi thứ qua một cái ống, những vật thể khác ngoài cái ống sẽ trở nên vô hình. Sự khan hiếm của một nguồn lực nào đó sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý dò ngó, khiến bạn săn đuổi nguồn lực đó quá nhiều, mất đi khả năng phán đoán tổng thể và lâu dài. Nguyên nhân của hiệu ứng tầm nhìn ống xuất phát từ việc bạn chọn nhìn xa hay nhìn gần, chọn nhìn cái trước mắt hay nhìn theo hướng lâu dài. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Những người giàu có sẽ tìm cách gia tăng tài sản bằng cách đầu tư thêm, còn những người nghèo sẽ chỉ biết giữ chặt tiền và chờ cho đồng tiền mất giá. Đây chính là lý do căn bản vì sao những người nghèo luôn bận rộn giải quyết những vấn đề trước mắt để giữ chặt tiền mà không thể đầu tư và gia tăng giá trị tài sản của mình. Ở một góc nhìn khác, sự bận rộn mà không mang lại thành công của một số người có thể đến từ cách họ giải quyết vấn đề. Họ luôn chọn giải quyết vấn đề theo tư duy lối mòn mà không cố gắng tìm ra cách giải quyết hiệu quả hơn. Đó cũng là lý do vì sao những người giàu chắc chắn là người có tư duy ngược và luôn thành công. Các tỷ phú Buffett, Bezos, Charlie Munger là những ví dụ điển hình nhất. Nhà toán học nổi tiếng Gauss đã nói, hãy nghĩ ngược lại, hãy luôn nghĩ ngược lại. Chỉ khi có được tư duy ngược, bạn mới nhìn thấy được những cơ hội mà ít ai nhìn thấy được và không cần tốn công sức cạnh tranh giành giật những cơ hội mà ai cũng nhìn thấy. Dưới đây là 5 vũ khí ai cũng cần có để rèn luyện mô hình tư duy ngược của riêng mình, được chỉ ra trong cuốn Đánh vào bản chất. 1. Mô hình thành công thất bại. Khi nghĩ đến bất cứ thành công nào cũng hãy nghĩ lại trong tình huống nào có thể gây ra sự thất bại. Việc suy xét cả ưu điểm và nhược điểm cho phép bạn có cái nhìn toàn diện và đúng đắn nhất về vấn đề. Mô hình này sẽ giúp con người ta có sự chuẩn bị đầy đủ nhất ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. 2. Mô hình thay đổi bất biến. Khi làm bất cứ điều gì, đừng chỉ chăm chăm tập trung vào những yếu tố thay đổi. Chúng ta vốn dĩ không thể đuổi theo kịp tất cả những sự thay đổi thất bại. Điều chúng ta có thể làm tốt nhất đó chính là kiểm soát những yếu tố bất biến. Như trong trường hợp của Trương Tiểu Long,
nhà sáng lập WeChat, một trong những ứng dụng lớn nhất Trung Quốc, đã cho rằng để phát triển một sản phẩm không phải là đi nghiên cứu logic của sản phẩm mà phải đi nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của người dùng. Chỉ có cách này mới có thể thu hút được lượng lớn người sử dụng, từ đó phát triển thành công sản phẩm của mình. Cũng giống như khi bạn muốn kinh doanh một sản phẩm, thay vì bỏ vốn nhập hàng về trước rồi mới tìm khách hàng thì hãy tìm hiểu thị trường trước. Chỉ khi xác định được lượng nhu cầu tìm kiếm hoặc thu hút khách hàng trước khi nhập hàng đại trà sẽ tránh được rủi ro hơn. Đây là cách làm khôn ngoan. 3. Mô hình cộng trừ, mỗi ngày. Hãy chỉ tập trung vào một việc quan trọng thay vì chuyển đổi qua lại nhiều công việc. Đa nhiệm có vẻ được nhiều người ủng hộ nhưng hiệu quả của nó không thực sự cao như những gì người khác đánh giá. Điều quan trọng nhất chỉ có một. Trong cuốn sách này, Gary Keller cho rằng những người thành công đều chỉ tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ vào một mục tiêu duy nhất. Sở dĩ họ có thể thành công là vì họ đã từ bỏ rất nhiều thứ họ có thể làm nhưng không cần thiết phải làm để có thể tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất. Trên thực tế, với mỗi người, chỉ có một số ít việc là quan trọng thực sự. Thông qua hình thức này, bạn cũng có thể nhìn nhận lại bản thân và biết chính xác mục tiêu mình thực sự muốn đạt được là gì. 4. Mô hình hạnh phúc đau khổ, Schopenhauer, triết gia người Đức, đã cho rằng không có bất cứ một định nghĩa chuẩn xác nào về sự hạnh phúc bởi mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng về hạnh phúc. Với một số người, có được tiền bạc, danh vọng mới là hạnh phúc, còn với một số người, có được bình yên trong tâm hồn đã chính là hạnh phúc rồi. Bên cạnh đó, Schopenhauer cũng cho rằng hạnh phúc chính là tránh đau khổ bởi đau khổ là một điều hiển nhiên ai cũng có thể cảm nhận được. 5. Mô hình kết hợp đảo ngược. Mô hình này phù hợp với lĩnh vực sáng tạo, đặc biệt là đối với công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo. Cái gọi là sáng tạo là yếu tố mới cộng với yếu tố cũ. Nếu đi sâu tìm hiểu thì nó thực sự có sự tương đồng với sự quen thuộc và mới lạ của bộ não. Tại sao những vụ ngoại tình xảy ra thường xuyên? Chính vì sự mới lạ trong não bộ khiến chúng ta luôn hứng thú với những điều mới. Và khi một số điều cũ xuất hiện, chúng ta không còn kích thích được não bộ nữa. Vì vậy, hãy biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ mới. Tổng kết lại, việc nhìn nhận một vấn đề giống như bạn sử dụng đèn chiếu sáng phía trước để chiếu sáng mọi thứ. Những gì bạn thấy luôn là một mặt của vấn đề. Hãy bật đèn ở phía đối diện để có thể quan sát trọn vẹn hơn. Tương tự như vậy, khi đánh giá một người, đừng lúc nào cũng tập trung vào khuyết điểm của người khác mà hãy chú ý hơn đến ưu điểm của người khác. Khi đánh giá một vấn đề, hãy nhìn mọi việc theo nhiều khía cạnh để có phương pháp giải quyết tốt nhất. 4. 5 cách tư duy ngược đời nhưng lại rất hợp lý giúp bạn có cách giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. Những lối tư duy này thoạt nghe thì khá kỳ khôn và mạo hiểm. Nhưng nếu bạn ngẫm nghĩ và dám thử áp dụng, bạn sẽ nhận ra chúng hợp lý đến không ngờ. Jiddu Krishnamurti là triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng người Ấn Độ. Những bài giảng về chủ đề triết học tinh thần của ông đã được tổng hợp trong khoảng 80 cuốn sách và dịch sang hơn 60 ngôn ngữ. Trong 60 năm, Krishnamurti diễn thuyết liên tục, người ta đã tìm đến và hỏi ông về nhiều vấn đề khác nhau, từ công việc đến tình cảm, từ riêng đến chung, từ vụn vặt đến to tác. Tuy nhiên, trước mọi câu hỏi, đa phần trong lúc gợi mở về câu trả lời, Krishnamurti thường lặp đi lặp lại những cách nghĩ giống nhau và hết sức độc đáo. 5 phong cách tư duy dưới đây được gợi ý trong đôi điều cần suy ngẫm cuốn sách nổi tiếng nhất của ông có thể giúp bạn tìm ra cách giải quyết xác đáng cho mọi vấn đề bạn đang gặp phải. 1. Quên mọi thứ, người ta nói trong đôi điều cần suy ngẫm. Krishnamurti cho rằng để giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề, trước tiên một người cần phải quên đi mọi ảnh hưởng của người khác trong tâm trí, lời khuyên dặn của cha mẹ, thầy cô, người đi trước, truyền thống, khuynh hướng chung của xã hội, lời bàn ra tán vào của bà con hàng xóm, triết lý học thuyết, ý kiến của ai đó. Krishnamurti cảnh báo bạn đọc nhận thức những ảnh hưởng đó và không cho chúng tác động lên trí não. Tại sao lại như vậy? Vị triết gia cho rằng cuộc sống này vô lượng rộng lớn hơn bất kỳ một kinh nghiệm nào. Cuộc sống tựa như dòng sông không ngừng tuôn chảy và cái đang là trước mắt bạn luôn biến đổi. Không triết lý hay kinh nghiệm của ai đó có thể áp dụng được để giải quyết tất cả vấn đề mà bạn đang đối mặt trong hiện tại. 2. Rũ bỏ cái biết của quá khứ, ngoài ảnh hưởng của người khác. Theo Krishnamurti,
Điều tiếp theo mà chúng ta cần phải liên tục gạt bỏ chính là những kinh nghiệm và thói quen của chính bạn. Nếu bạn và tôi có thể rửa sạch trí não mỗi ngày, giải thoát nó khỏi những hồi tưởng của ngày hôm qua thì mỗi người chúng ta sẽ có một trí não tươi mới trở lại. Một trí não đủ sức giải quyết bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống. Nhà tư tưởng nói để minh họa một câu chuyện được dẫn ra trong đôi điều cần suy ngẫm, một nhà toán học nổi tiếng đã bí bách nhiều ngày trước một bài toán khó. Dù suy nghĩ rất nhiều nhưng ông vẫn không thể nào tìm ra lời giải. Tuy nhiên, vào một buổi sáng khi ông chỉ đi dạo và không suy nghĩ gì cả, đột nhiên đáp án lại hiện ra trong tâm trí ông. Điều gì đã xảy ra? Trí não ông nhờ yên tĩnh đã được tự do để nhìn vào vấn đề và tự bản thân vấn đề tiết lộ đáp án. Tương tự như vậy, ta phải có thông tin về một câu hỏi cuộc sống nhưng trí não phải thoát khỏi những thông tin đó thì cái mới mẻ và cách giải quyết mới xuất hiện. 3. Quên đi mọi khao khát thay đổi. Trong 60 năm thuyết giảng, Krishnamurti gặp rất nhiều câu hỏi liên quan đến thay đổi bản thân. Chẳng hạn, làm sao để trở nên khiêm nhường hơn? Làm sao để yêu thương? Làm sao để hạnh phúc? Tuy nhiên, trong các lời hồi đáp của mình, Krishnamurti chỉ ra một nghịch lý để thật sự muốn thay đổi bản thân. Một người cần phải lãng quên đi chính mong muốn thay đổi đó. Ông cho rằng trong mọi khao khát chuyển hóa đều hàm chứa mầm mống xung đột và đấu tranh. Bạn đang xung đột giữa cái bạn đang là và cái bạn nên là. Như khi bạn cố hoàn thành một nhiệm vụ xếp giao, cố thành công hơn trong nghề nghiệp, cố trở thành một người có đạo đức tốt. Chính lúc ấy bạn đang không hài lòng với bạn của hiện tại. Không bằng lòng với hiện trạng của mình chính là khởi đầu của ghen tị. Krishnamurti nói, mà một hành động phát xuất từ xung đột mâu thuẫn sẽ không dẫn đến những thành tựu hay thay đổi tốt đẹp thực sự dù nó có thể trông có vẻ rất tốt đẹp. 4. Chỉ nhìn vào cái đang là, nhưng nếu một người quên đi những khao khát thay đổi thì tiến bộ có thể được khởi sinh từ điều gì? Krishnamurti cho rằng mọi công cuộc thay đổi và cách mạng đều nảy sinh chỉ từ việc quan sát hiện tại. Cái đang là, trong việc hiểu được mình đang là gì đã hàm chứa sự chuyển hóa. Ông cho hay, ví dụ, nếu bạn thấy rằng mình đang lười biếng và nếu bạn thấu hiểu sự lười biếng đó mà tuyệt đối không nỗ lực để thay đổi nó thành điều gì khác thì trong trạng thái đó, sự lười biếng sẽ tự động biến mất. 5. Sống mà không cần cố gắng kỷ luật cuối cùng. Đây là một đỉnh cao của nghệ thuật sống được Krishnamurti giải thích rất tinh tế và kỹ lưỡng trong các bài nói chuyện của mình. Theo đó, vị triết gia cực lực chê trách mọi sự kỷ luật, cố gắng dù ở cấp độ cá nhân hay tổ chức. Ông cho rằng khi nào một người sống hài hòa với chính mình và được là chính mình thì năng lượng của người đó sẽ tự động di chuyển thật trật tự và hợp lý. Còn ngược lại, mọi sự ép buộc cưỡng bức hiện diện dưới dạng kỷ luật, cố gắng và nỗ lực đều áp chế năng lượng của ta, tạo nên xung đột trong nội tâm và khiến ta sống bất tự nhiên. Nếu bạn quan sát những người lớn xung quanh bạn, sẽ thấy cuộc sống với đa số họ là một chuỗi những cuộc chiến giằng co với chính họ, với vợ hay chồng họ, với những người lân cận, với xã hội. Và cuộc chiến đấu triền miên này làm tiêu tan hết năng lượng sống. Chỉ những người vui vẻ thực sự, hạnh phúc mới không bị vướng mắc vào sự cố gắng. Ông nói, cần phải nhấn mạnh rằng sống không nỗ lực không có nghĩa là sống trì trệ, ể oải, tăm tối. Trái lại, theo Krishnamurti, chỉ có người cực kỳ năng động và thông tuệ thì mới sống được ở cảnh giới không cần cố gắng này. Khi đó, mọi bước đi của người đó sẽ thật tự nhiên, hài hòa, như được chính cuộc sống nâng đỡ, tương trợ. Chiều hôm qua, tôi thấy một chiếc thuyền đi ngược dòng sông với cánh buồm căng phồng đón cơn gió Tây. Thuyền khá to, chở nặng củi cho thành phố. Mặt trời đang lặn dần và chiếc thuyền ngược dòng nổi bật trên nền trời, trông đẹp một cách kỳ lạ. Người thủy thủ đang lái nó mà không hề cố gắng bởi vì gió đã làm hết mọi việc. Tương tự vậy, nếu mỗi người chúng ta có thể thấu hiểu vấn đề đấu tranh và xung đột thì tôi nghĩ ta có thể sống mà không cần cố gắng. Sống hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Krishnamurti nói trong đôi điều cần suy ngẫm. Những chất vấn và kiến giải của nhà tư tưởng giúp người đọc tự gỡ bỏ được những bức xúc từ môi trường bên ngoài. Từ đó họ tự tìm ra lối đi riêng để sống thật tự nhiên, tự do và viên mãn. Được đánh giá là tác phẩm nổi tiếng nhất của Krishnamurti, cuốn sách đã được dịch ra 22 thứ tiếng và lọt vào danh sách 100 tựa sách tinh thần hay nhất của thế kỷ 20. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0.
Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 5. Hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Khi mọi thứ gặp trở ngại và bạn thực sự không thể thoát ra, hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Một con đường khác sẽ được mở ra. Một vị hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng một câu hỏi khó nhằn: nếu đang ở trên đường, tiến một bước là chết, lùi một bước cũng là chết, vậy con sẽ chọn cái nào? Tiểu hòa thượng đáp: cái nào con cũng không chọn, con đi sang bên cạnh. Đường trên thế giới không chỉ có một, cũng không chỉ có hai, mà là hàng ngàn hàng vạn con đường. Đường là ở dưới chân, chỉ là xem bạn đi như nào. Chỉ cần là một cái gì đó, ắt sẽ xuất hiện vấn đề. Một số việc mà chúng ta gặp trong cuộc sống, không phải lành thành giữ thì là giữ thành lành. Đó chính là thường thái. Ngoài việc sử dụng các công cụ giải quyết vấn đề, bạn cũng phải học cách tư duy ngược. Khi mọi thứ gặp trở ngại và bạn thực sự không thể thoát ra, hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Một con đường khác sẽ được mở ra. 1. Lợi ích của người khác có liên quan đến lợi ích của bạn không? Tôi cần tiền gấp nên đến ngân hàng để rút tiền. Giao dịch thành công nhưng máy bị trục trặc, tiền không ra và thẻ thì bị nuốt. Vì vậy, tôi nhanh chóng liên hệ với dịch vụ khách hàng. Thái độ phục vụ của nhân viên rất lịch sự: hiện tại đã hết giờ làm việc, máy có thể được sửa chữa, nhưng anh phải đợi đến giờ làm việc ngày mai. Tôi đổi điện thoại và gọi lại cho dịch vụ khách hàng, nói rằng khi rút tiền, máy bị trục trặc. Tại sao chỉ rút 5 triệu nhưng máy lại cho ra 10 triệu? Và hỏi cách giải quyết. Dịch vụ khách hàng trả lời: anh đợi một lát. 5 phút sau, đội bảo trì đến. Khi gặp chuyện không thể giải quyết, trước tiên đừng oán trách người khác. Nhiều cái kết có thể do chính sự thiếu tư duy ngược của bạn gây ra. Trong mắt nhiều người, họ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và chỉ quan tâm đến những thứ liên quan đến bản thân. Khi làm việc gì cũng phải để ý xem việc đó có liên quan đến lợi ích của người khác hay không. Nếu không sẽ khó tránh khỏi gặp phải những sự bất hợp tác. 2. Những điều phức tạp có thể được suy nghĩ từ một góc độ khác. Trong lớp, cô giáo hỏi học sinh: nếu đun nước mà củi không đủ thì phải làm thế nào? Các bạn học sinh thi nhau trả lời. Có bạn nói đi mượn củi, có bạn nói nhanh chóng đi mua củi. Nhưng tất cả đều không phải cách hay. Bởi lẽ thực tế không thể chờ đợi được những hành động này. Vậy có cách nào nhanh hơn không? Các học sinh đều nói không biết. Cô giáo hỏi, vậy tại sao chúng ta không đổ bớt nước ra? Các bạn học sinh lúc này mới vỡ òa. Ồ, một câu trả lời đơn giản như vậy tại sao lại không nghĩ ra? Trong công việc và cuộc sống, nhiều vấn đề gặp phải là do chúng ta bị hoàn cảnh phức tạp hiện tại đánh lừa. Nếu thay đổi góc độ suy nghĩ, vấn đề thực ra hoàn toàn có thể được giải quyết rất nhanh chóng. 3. Hầu hết tư duy trong bán hàng đều là tư duy ngược. Anh Lưu mở một ao cá, phí câu là 300 ngàn mỗi người, câu tới bao giờ tùy thích. Anh cũng nói rằng ai không câu được cá sẽ được tặng miễn phí một con gà. Nhiều người thấy dù thế nào mình cũng không lỗ nên liên tục tìm tới đây. Rất nhiều người khi đi về đều tay xách nách mang một con gà, nghĩ rằng Lưu là một người rất thú vị và hào phóng. Nhưng họ không biết rằng ao cá do anh Lưu mở ra hoàn toàn không có cá. Anh là một hộ nuôi gà. Cách làm của anh vừa giúp giải quyết những con gà chưa được bán, vừa khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền. Tiếp thị không phải là bán hàng. Nếu anh Lưu dựng một gian hàng để bán gà, liệu có kết quả như vậy không? Phá vỡ suy nghĩ truyền thống, tìm ra cách khác. Có như vậy mới có thể thu được những lợi ích bất ngờ. Suy nghĩ ngược giúp dễ dàng nhìn thấy bản chất thông qua hiện tượng hơn. Trong cuộc sống và công việc, hãy dùng tư duy ngược để làm việc. Hãy học cách thay đổi quan điểm và góc nhìn trong nhìn nhận vấn đề. Phương pháp trên thực tế luôn nhiều hơn khó khăn. Phân tích sự việc qua bản chất cũng thường đem lại những kết quả bất ngờ. Người có tiền chưa chắc đã là người giàu, nghèo từ tư duy thì có cho 10 tỷ cũng không giàu nổi. 6. 13 bài học về cách sử dụng lựa chọn có lợi cho bạn theo chủ nghĩa khắc kỷ. 1. Đừng phản ứng theo cảm xúc. Sự từ chối có thể khiến bạn nhức nhối, khiến bạn muốn phản ứng để cảm xúc của mình trở nên điên cuồng. Nhưng đây là vũ khí bí mật trong vở kịch của chủ nghĩa khắc kỷ, sự bình tĩnh.
Khi ai đó phớt lờ bạn, bạn sẽ dễ bị cám dỗ để sự thất vọng hoặc buồn bã chiếm lấy ghế lái. Chủ nghĩa khắc kỷ, một triết lý vẫn còn phù hợp ngày nay cũng như ở Hy Lạp cổ đại, đưa ra một con đường khác. Nó gợi ý nên đón nhận một phản ứng điềm tĩnh và chu đáo. Đây không phải là việc kìm nén cảm xúc của bạn, đó là việc không để chúng kiểm soát bạn. Khi bạn bị phớt lờ, thay vì buồn bã hoặc tìm kiếm sự xác nhận, hãy lùi lại một bước. Hãy tự hỏi tại sao điều này lại làm phiền tôi. Thông thường, không phải bản thân sự từ chối mà chính sự bất an của chúng ta mới khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất. Đây là nơi chúng ta cần thực hành, bạn đang bị phớt lờ. Hãy thở và suy nghĩ xem tại sao khoảnh khắc này không định nghĩa được bạn. Chỉ thế thôi, một lát thôi. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta tập trung vào hành động, vào phản ứng của mình chứ không phải vào hành vi của người khác. Vì vậy, hãy lịch sự, hãy tử tế. Nếu bạn muốn tiếp cận, hãy làm như vậy với sự quan tâm thực sự chứ không phải kỳ vọng. Cách tiếp cận này không phải là thụ động, đó là về việc làm chủ cảm xúc của bạn. Nó nhận ra rằng giá trị bản thân của bạn không gắn liền với sự chấp thuận của người khác. Sức mạnh của bạn nằm ở cách bạn phản ứng, chứ không phải ở cách người khác đối xử với bạn. Đó là một sự thay đổi trò chơi. Việc áp dụng tư duy này không phải là điều dễ dàng, nhưng nó có tính biến đổi. Khi bạn làm chủ được sự bình tĩnh khi đối mặt với sự từ chối, bạn không chỉ đang xử lý một tình huống khó khăn, bạn đang phát triển. Bạn đang học được rằng sự bình yên nội tâm của bạn không phụ thuộc vào sự xác nhận bên ngoài. Đó là hành trình hướng tới sự tự tin, nơi bạn học cách đánh giá bản thân một cách độc lập. Bằng cách này, bạn thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi thực sự. Và đoán xem, điều đó cực kỳ hấp dẫn. Mọi người bị thu hút bởi những người tự tin, những người không sụp đổ trước dấu hiệu thờ ơ đầu tiên. Vì vậy, bằng cách giữ bình tĩnh, bạn không chỉ đang đối phó, bạn đang phát triển mạnh. Bạn đang trở thành người có thể đối mặt với sự từ chối và biến nó thành bước đệm cho sự phát triển cá nhân. Đó là cách khắc kỷ. 2. Bỏ qua chúng. Khi cuộc đời trao cho bạn bờ vai lạnh lùng của sự thờ ơ, đừng lùi bước, vượt lên trên nó. Bỏ qua những người phớt lờ bạn không phải là chuyện nhỏ nhặt. Đó là một tuyên bố mạnh mẽ về giá trị bản thân của bạn. Hãy tưởng tượng điều này, ai đó cho rằng bạn không xứng đáng với thời gian của họ. Đó là sự mất mát của họ, không phải của bạn. Bằng cách chọn không tham gia, bạn đang nói rằng tôi có giá trị hơn. Nó giống như quay một tấm gương về phía họ, âm thầm phản ánh hành vi của họ và cho họ thấy rằng bạn không bị ảnh hưởng. Bây giờ, làm thế nào để bạn làm điều này mà không đánh mất chính mình trong cay đắng? Đơn giản, tập trung vào cuộc sống, mục tiêu và hạnh phúc của bạn. Hãy tham gia vào các hoạt động giúp ích cho bạn. Có thể là đọc sách, thể thao, học một kỹ năng mới hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng bầu bạn với những người thực sự coi trọng bạn. Đây không phải là việc trả thù ai đó. Đó là việc lấy lại năng lượng của bạn và đầu tư vào nơi quan trọng. Đôi khi chúng ta cảm thấy nhức nhối khi ai đó phớt lờ chúng ta. Nhưng thay vì chìm đắm trong nỗi đau đó, hãy dùng nó như một chất xúc tác để trưởng thành. Hãy xây dựng một pháo đài của lòng tự trọng và để sự thờ ơ của họ thoát khỏi nó. Bạn không chỉ sống sót sau sự từ chối của họ, bạn đang phát triển mạnh bất chấp điều đó. Cách tiếp cận này không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt cảm xúc, đó là minh chứng cho sức mạnh bên trong của bạn. Hãy nhớ rằng giá trị của bạn không giảm đi khi ai đó không thể nhìn thấy giá trị của bạn. Hãy sống thật với chính mình và để hành động của bạn lên tiếng hơn sự im lặng của họ. 3. Thể hiện giá trị của bạn. Sự từ chối khiến bạn đau đớn, nhưng đó cũng là phép thử cho khả năng phục hồi của bạn. Thay vì héo mòn dưới sức nặng của nó, hãy xem nó như một cơ hội để bộc lộ sự can đảm của bạn. Lần tới khi bạn bị bỏ qua trong một cuộc họp hoặc bị bỏ qua khi được thăng chức, hãy hít thở sâu. Thay vì tạo ra một cơn bão tủi thân hay cay đắng, hãy chuyển năng lượng đó vào hành động mang tính xây dựng. Làm việc trong một dự án làm nổi bật các kỹ năng của bạn hoặc đề nghị lãnh đạo một sáng kiến mới. Giá trị của bạn không bị suy giảm do sự giám sát của người khác. Đó là cơ hội để tỏa sáng hơn, không bị khuất phục trước bóng tối của sự sa thải. Hãy nhớ câu nói xưa, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đó không chỉ là lời nói suông, đó là một kế hoạch chi tiết cho hành động. Sự từ chối không phản ánh giá trị của bạn,
đó là sự chuyển hướng đến nơi bạn cần nhiều hơn. Nếu bạn bị bỏ qua trong một vai trò, có thể vũ trụ đang thúc đẩy bạn hướng tới điều gì đó phù hợp hơn với tài năng và niềm đam mê của bạn. Hãy sử dụng điều này như một chất xúc tác để đánh giá lại và sắp xếp lại điểm mạnh cốt lõi của bạn là gì. Làm thế nào bạn có thể xoay vòng để tận dụng tối đa chúng? Đó là việc tạo ra câu chuyện thành công của bạn. Trong đó mọi thất bại đều là sự chuẩn bị cho sự trở lại. Đây không phải là việc nở một nụ cười trước sự thất vọng. Đó là việc đón nhận toàn bộ cảm xúc và sau đó tiến về phía trước một cách duyên dáng. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, hành động và phản ứng của mình. Khi đối mặt với sự từ chối, hãy rèn luyện sự đồng cảm với cả bản thân và người khác. Có thể người đồng nghiệp đã bỏ qua bạn đang phải vật lộn với sự bất an của chính họ. Hãy mở rộng sự hiểu biết, không phải như một điểm yếu mà là minh chứng cho sức mạnh của bạn. Trưởng thành từ những trải nghiệm này, suy ngẫm về chúng, học hỏi và sau đó giống như một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống cho tàn của sự bị từ chối và trở nên ghê gớm và khôn ngoan hơn trước. Do đó, sự từ chối không phải là kết thúc câu chuyện của bạn. Đó là một bước ngoặt trong cốt truyện, thúc đẩy bạn trở thành phiên bản chân thực, kiên cường nhất của chính mình. Hãy đối mặt trực tiếp với nó bằng sự khôn ngoan của mọi thời đại và sức sống của tuổi trẻ. Đồng thời quan sát quá trình nó biến đổi từ nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn thành đồng minh lớn nhất của bạn trong sự phát triển và thành công cá nhân. 4. Loại bỏ chúng khỏi tâm trí bạn. Khi đối mặt với sự từ chối, việc khai thác nghệ thuật tách biệt sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bạn. Đây không phải là việc quên đi hay giả vờ như việc bị từ chối không gây đau đớn. Đó là việc chuyển trải nghiệm đó thành một thứ gì đó có tính biến đổi. Bắt đầu bằng cách thừa nhận sự từ chối. Hãy cảm nhận tác động của nó, nhưng đừng để nó neo giữ suy nghĩ của bạn. Giống như một thủy thủ lành nghề vượt qua vùng biển động, hãy sử dụng sóng để đưa bạn tiến về phía trước chứ không phải để lật thuyền. Việc chuyển đổi sự từ chối đòi hỏi phải thay đổi quan điểm. Hình ảnh từ chối không phải là vật cản đường mà là biển báo đường vòng dẫn bạn đến những con đường và khả năng mới. Khám phá các hoạt động làm phong phú tinh thần của bạn và mở rộng tầm nhìn của bạn. Đắm mình vào một cuốn sách thách thức tư duy của bạn. Tham gia một môn thể thao kiểm tra giới hạn của bạn hoặc tình nguyện tham gia một dự án cộng đồng mang đến một góc nhìn mới mẻ. Đây không chỉ là sự sao lãng. Chúng là bước đệm để khám phá bản thân và phát triển. Mỗi trải nghiệm mới đều khắc sâu một phần con người bạn, khiến bạn trở nên kiên cường và dễ thích nghi hơn. Ngoài ra, hãy nuôi dưỡng một vòng tròn tích cực ở cạnh những người nâng đỡ và truyền cảm hứng cho bạn. Trong công ty của họ, hãy chia sẻ nguyện vọng của bạn và lắng nghe họ. Những tương tác như vậy tạo ra một môi trường nơi sự phát triển lẫn nhau phát triển mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng sự từ chối không phản ánh giá trị của bạn. Đó là lời mời khám phá lại và làm mới lại chính mình. Khi bạn điều hướng cuộc hành trình này, bạn sẽ thấy rằng điều từng có vẻ giống như một sự từ chối đau đớn thực tế lại là một cú huých hướng tới một con đường trọn vẹn hơn. Nếu bạn vẫn đang xem video này và cảm thấy những bài học này hữu ích, đó là một dấu hiệu rằng bạn đang quan tâm và muốn học hỏi. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy bị lạc hướng hoặc mất phương hướng. Và việc tìm kiếm kiến thức và sự động viên từ những nguồn như video này có thể giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn hơn. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy video này đã mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn, hãy không ngần ngại để lại một bình luận số 1 bên dưới. Bằng cách đó, chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng học hỏi và chia sẻ, giúp mỗi người trong chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. 5. Cắt đứt liên lạc. Im lặng không chỉ là sự vắng mặt của âm thanh, nó là một công cụ mạnh mẽ trong bộ công cụ cảm xúc của bạn. Đặc biệt khi đối mặt với sự từ chối, hãy tưởng tượng bạn bị phớt lờ hoặc bị từ chối. Bản năng của bạn có thể hét lên để sửa chữa nó, để vươn ra, để thu hẹp khoảng cách đó. Nhưng đây là lúc bạn lật ngược kịch bản, ôm lấy sự im lặng. Đó không phải là chơi trò chơi, đó là về việc lấy lại sức mạnh của bạn. Khi bạn chọn không phản ứng, không dồn dập tin nhắn hoặc cuộc gọi, bạn đang lùi lại một bước. Sự tạm dừng này không chỉ dành cho họ, điều đó dành cho bạn để điều chỉnh lại, để nhớ rằng giá trị của bạn không gắn liền với sự chấp thuận của ai đó. Hãy đào sâu hơn. Sự im lặng này không thụ động, nó hoạt động và mang tính chiến lược. Bạn không chỉ chờ đợi, bạn đang suy ngẫm và phát triển.
đã đến lúc bạn phải tập trung lại vào mục tiêu, đam mê và cuộc sống của mình. Hãy coi nó như một nút khởi động lại, mang lại cho bạn sự rõ ràng và sức mạnh. Khoảng thời gian không liên lạc này không phải là lạnh lùng hay tàn nhẫn. Đó là ranh giới bạn đặt ra cho sự bình yên tinh thần của mình. Nó nói lên rằng tôi quá tôn trọng bản thân nên không thể theo đuổi hay cầu xin. Tư duy này không chỉ khắc kỷ, nó trao quyền. Nó nói lên rất nhiều về giá trị bản thân và sự tự tin của bạn. Cuối cùng, hãy xem xét thông điệp thầm lặng mà bạn đang gửi đi. Trong một thế giới mà người ta mong đợi những phản hồi tức thì, sự im lặng của bạn có thể rất hấp dẫn, thậm chí hấp dẫn. Nó cho thấy bạn không dễ bị lung lay, rằng bạn có một cuộc sống đầy những sở thích và ưu tiên ngoài sự từ chối này. Đó không phải là làm cho họ hối hận hay bỏ lồm ngồm quay lại. Đó là việc thể hiện bạn là người vững vàng, tập trung và không dễ bị ảnh hưởng bởi sự xác nhận từ bên ngoài. Cách tiếp cận này không đảm bảo sự thay đổi trong hành vi của họ, nhưng nó đảm bảo sự thay đổi trong hành vi của bạn, khiến bạn mạnh mẽ hơn, tập trung hơn và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo với sự duyên dáng và đĩnh đạc. 6. Hãy ra ngoài và vui chơi. Bản chất thực sự của cuộc sống tỏa sáng rực rỡ nhất khi chúng ta bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Đón nhận niềm vui không chỉ là vui vẻ. Đó là một động thái chiến lược để xây dựng khả năng phục hồi khi phải đối mặt với sự từ chối. Phản ứng điển hình là rút lui, chìm đắm trong vị chua của trải nghiệm. Nhưng có một sự thay đổi chống lại bản năng đó bằng cách cố tình tìm kiếm niềm vui. Đây không phải là việc phớt lờ cảm xúc của bạn. Đó là mang lại cho họ một sân chơi mới. Cho dù đó là khám phá một sở thích mới hay xem lại niềm đam mê cũ, bản thân hành động đó đã trở thành một lời tuyên bố thách thức sức nặng của sự từ chối. Con người là sinh vật xã hội và có sức mạnh to lớn trong việc chia sẻ kinh nghiệm. Trong hành trình tận dụng sự từ chối, hãy nhớ đến giá trị của cộng đồng. Bạn mời bạn bè đi bộ đường dài, tham gia dự án nghệ thuật cộng đồng hoặc đơn giản là chia sẻ bữa ăn. Những khoảnh khắc kết nối này không chỉ giúp nâng cao tinh thần của bạn, chúng khẳng định lại vị trí của bạn trong tấm thảm tự tác giữa con người với nhau. Mỗi tiếng cười được chia sẻ, mỗi câu chuyện được trao đổi là một lời nhắc nhở tinh tế rằng bạn còn hơn cả tổng số những thất bại của mình. Bạn là một phần của một câu chuyện lớn hơn, một câu chuyện phát triển dựa trên sự kết nối và khả năng phục hồi được chia sẻ. Đây là nơi điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Bước vào những điều chưa biết. Sự từ chối có thể giống như một cánh cửa đóng lại nhưng trên thực tế nó sẽ mở ra nhiều cánh cửa khác. Hãy thử một món ăn bạn chưa từng nếm thử, ghé thăm một khu phố mà bạn chưa từng khám phá hoặc tham dự một hội thảo về một chủ đề xa lạ với bạn. Những trải nghiệm này không chỉ gây sao lãng, chúng là cơ hội để phát triển. Mỗi trải nghiệm mới sẽ bổ sung thêm các lớp cho tính cách của bạn, giúp bạn dễ thích nghi hơn, đồng cảm hơn và được trang bị tốt hơn để xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng mục tiêu không phải là quên đi sự từ chối mà là trưởng thành từ nó. Biến mọi lời nói không thành bước đệm hướng tới một cuộc sống phong phú hơn, sôi động hơn. 7. Hãy chứng minh họ sai. Nghệ thuật sử dụng sự từ chối không chỉ đơn giản là chứng minh người khác sai mà còn chứng minh cho chính bạn thấy khả năng thực sự của bạn. Đó là việc biến chữ không thành nhiên liệu cho sự phát triển của bạn. Giả sử ai đó nghi ngờ khả năng của bạn trong một kỹ năng hoặc nhiệm vụ cụ thể, đây là cơ hội để bạn mài giũa kỹ năng đó. Không phải để được họ chấp thuận, mà để vượt qua giới hạn của chính bạn, đi sâu vào học tập, luyện tập không ngừng nghỉ và thể hiện mức độ thành thạo mà ngay cả bạn cũng không biết mình có. Đây không phải là một tiết lộ lớn cho những người nghi ngờ. Đó là việc lặng lẽ xây dựng một pháo đài của năng lực và sự tự tin. Bây giờ, hãy tưởng tượng tác động của hành động của bạn hơn là lời nói. Bạn không cần phải công bố kế hoạch hoặc tiến độ của mình. Hãy để kết quả của bạn lên tiếng. Nếu bạn bị cho là không có tính sáng tạo, hãy bắt tay vào một dự án thể hiện khả năng sáng tạo của bạn. Nếu được gắn nhãn là không cam kết, hãy để những hành động nhất quán của bạn là phản hồi của bạn. Cuộc cách mạng thầm lặng về hoàn thiện bản thân này không phải là cuộc chiến chống lại nhận thức của người khác mà là một cuộc thập tự chinh vì sự xuất sắc của cá nhân. Khi bạn thay đổi câu chuyện của thế giới về bạn, bạn cũng thay đổi bản chất thực sự của việc chứng minh họ sai không nằm ở việc thay đổi quan điểm của họ mà nằm ở việc thay đổi hình ảnh bản thân bạn. Hành trình hoàn thiện bản thân của bạn sẽ không chỉ khiến người khác ngạc nhiên mà còn xác định lại sự hiểu biết của bạn về khả năng của mình. Đây không chỉ là việc chứng minh họ sai,
đó là việc xác định lại thế nào là đúng đối với bạn. Và trong cuộc hành trình này, chiến thắng lớn nhất là nhận ra rằng sự xác thực duy nhất thực sự quan trọng là sự xác nhận mà bạn dành cho chính mình. Nếu bạn vẫn đang xem video này và cảm thấy những bài học này hữu ích, đó là một dấu hiệu rằng bạn đang quan tâm và muốn học hỏi. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy bị lạc hướng hoặc mất phương hướng. Và việc tìm kiếm kiến thức và sự động viên từ những nguồn như video này có thể giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn hơn. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy video này đã mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn, hãy không ngần ngại để lại một bình luận số 1 bên dưới. Bằng cách đó, chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng học hỏi và chia sẻ, giúp mỗi người trong chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. 8. Xây dựng địa vị xã hội của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng bị bỏ qua, gần như vô hình. Đây là cơ hội tiềm ẩn của bạn. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta biến những khoảnh khắc bị từ chối đó thành chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân. Thay vì tìm kiếm sự xác nhận, hãy tập trung vào việc nâng cao bản thân và sự tham gia của cộng đồng. Đây không phải là việc leo lên một bậc thang xã hội, đó là việc leo lên bậc thang phát triển bản thân của chính bạn. Các hoạt động như rèn luyện thể chất, khám phá sở thích hoặc thăng tiến trong sự nghiệp không chỉ là nhiệm vụ. Chúng là công cụ giúp bạn tạo dựng nên một bản thân mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Hãy nghĩ đến việc chia sẻ hành trình của bạn, không phải để được tán thưởng, mà để được kết nối. Khi bạn nói về sở thích hoặc thành tích của mình, hãy coi đó là cầu nối để tìm kiếm những người đồng cảm với câu chuyện của bạn. Đây không phải là một chiến lược để thu hút những người theo dõi, mà là một nỗ lực chân thành để tìm kiếm những tâm hồn có cùng chí hướng. Bằng cách tham gia hoạt động tình nguyện hoặc kết nối mạng, bạn không chỉ thêm dòng vào sơ yếu lý lịch của mình, bạn đang dệt một tấm thảm về những mối quan hệ có ý nghĩa. Cách tiếp cận này có nguồn gốc sâu xa từ triết lý khắc kỷ, nơi sự phát triển cá nhân và đóng góp cho những điều tốt đẹp hơn gắn liền với nhau. Trong việc xây dựng địa vị xã hội của bạn, mục đích là điều quan trọng nhất. Đó không phải là cuộc tìm kiếm sự nổi tiếng. Đó là một hành trình hướng tới việc trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn. Mỗi bước bạn thực hiện phải là một bước tiến tới sự cải thiện, với hiệu ứng lan tỏa giúp nâng cao cộng đồng. Sự thay đổi quan điểm này là rất quan trọng. Đó không phải là việc được nhìn thấy. Đó là việc nhìn thấy bản thân mình phát triển và từ đó giúp đỡ người khác phát triển. Tư duy khắc kỷ này là một công cụ mạnh mẽ để định hướng thế giới hiện đại, biến làn sóng từ chối thành làn sóng chuyển đổi tích cực mạnh mẽ. 9. Hãy im lặng đối xử với họ. Chọn im lặng trước sự thờ ơ không phải là chiếm thế thượng phong. Đó là về việc duy trì phẩm giá của bạn. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta sử dụng sự im lặng không phải như một phương tiện để khiêu khích hay thao túng, mà là một công cụ để tự suy ngẫm và làm chủ cảm xúc. Khi ai đó phớt lờ bạn và bạn đáp lại bằng sự im lặng, hãy để sự im lặng đó là khoảng thời gian xem xét nội tâm. Đây là lúc để hiểu cảm xúc của bạn, sàng lọc suy nghĩ của bạn và tìm thấy sự rõ ràng. Đây không phải là việc trừng phạt người khác. Đó là về việc giữ gìn sự bình yên nội tâm của bạn. Trong sự im lặng này có một cơ hội sâu sắc cho sự phát triển cá nhân. Vấn đề không phải là tắt máy. Đó là về việc cởi mở với chính mình. Chủ nghĩa khắc kỷ khuyến khích chúng ta sử dụng những khoảnh khắc này để suy ngẫm về đức tính, giá trị của mình và cách chúng ta muốn tương tác với thế giới. Đây là cơ hội để tự hỏi bản thân, tại sao điều này lại khiến tôi khó chịu? Tôi có thể học được gì từ điều này? Tôi có thể phát triển như thế nào? Sự im lặng này mang tính xây dựng chứ không mang tính phá hoại. Đây là thời điểm để củng cố tính cách của bạn và sắp xếp các phản ứng của bạn sao cho phù hợp với các nguyên tắc của bạn. Vì vậy, nếu bạn chọn cách im lặng, hãy để đó là một lựa chọn có ý thức bắt nguồn từ sự tự chăm sóc bản thân và trí tuệ. Đó là quyết định tránh tham gia vào những hành vi không xứng đáng với bạn như thao túng, trả thù hoặc nhỏ nhen. Thay vào đó, nó đón nhận lời kêu gọi tiết độ và tự chủ của chủ nghĩa khắc kỷ. Bằng cách chọn không trả lời, bạn không chỉ phớt lờ người khác, bạn đang chăm chú lắng nghe chính mình. Đó là một phương pháp thực hành để duy trì sự điềm tĩnh, tập trung vào hành trình cá nhân của bạn và thể hiện lý tưởng khắc kỷ về sự thanh thản khi đối mặt với nghịch cảnh. Nếu bạn vẫn đang xem video này và cảm thấy những bài học này hữu ích, đó là một dấu hiệu rằng bạn đang quan tâm và muốn học hỏi. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy bị lạc hướng hoặc mất phương hướng.
và việc tìm kiếm kiến thức và sự động viên từ những nguồn như video này có thể giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn hơn. Bằng cách đó, chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng học hỏi và chia sẻ, giúp mỗi người trong chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. 10. Hãy hành động như thể họ không tồn tại. Khi đối mặt với người phớt lờ bạn, đôi khi phản ứng mạnh mẽ nhất là im lặng. Đó không phải là nhỏ mọn hay lạnh lùng. Đó là về việc tôn trọng hòa bình của chính bạn. Nếu ai đó chọn bỏ qua bạn, hãy để họ. Đừng lãng phí năng lượng của bạn để cố gắng thu hút sự chú ý của họ hoặc bắt đầu một cuộc trò chuyện. Thay vào đó, hãy chuyển hướng sự chú ý của bạn sang một môi trường xã hội, như một bữa tiệc. Điều này có thể có nghĩa là hướng tới một người coi trọng sự hiện diện của bạn, bắt đầu một cuộc trò chuyện ở đó. Đó là việc nhận ra rằng giá trị của bạn không được xác định bởi sự thừa nhận của người khác. Trong những tình huống không thể tránh khỏi mà bạn phải tương tác với người này, hãy duy trì tính chuyên nghiệp, giữ cuộc trò chuyện ngắn gọn, đi vào vấn đề và không có chiều sâu cá nhân. Đây không phải là việc hiển thị họ, mà là về việc thể hiện cho chính mình. Bằng cách duy trì sự nghiêm túc trong công việc, bạn sẽ không tạo cơ hội cho những kịch tính không cần thiết. Đó là một lập trường có nghĩa là tôi ở đây vì điều quan trọng, chứ không phải vì vở kịch. Cách tiếp cận này giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng, giữ cho bạn vững vàng và không bị lay chuyển bởi sự thờ ơ. Cuối cùng, nếu tình trạng coi thường vẫn tiếp diễn, hãy nắm lấy sức mạnh của việc bỏ đi. Đây không phải là thất bại, đó là một cuộc rút lui chiến lược. Đó là việc hiểu rằng năng lượng của bạn được đầu tư tốt hơn vào việc khác, vào các mối quan hệ và mục tiêu mang lại cho bạn niềm vui và sự phát triển. Bằng cách chọn không tham gia vào cuộc đấu tranh một chiều, bạn không chỉ bỏ qua một người mà bạn đang hướng tới những cơ hội tốt hơn, tương tác lành mạnh hơn và trạng thái tinh thần yên bình hơn. Phản ứng của bạn trước sự thờ ơ không phản ánh sự thất bại. Đó là minh chứng cho sức mạnh và lòng tự trọng của bạn. 11. Hãy tử tế nhưng xa cách về mặt tình cảm. Ngay cả khi phải đối mặt với sự thờ ơ, hãy chọn đáp lại bằng lòng tốt nhưng vẫn giữ cho thế giới cảm xúc của bạn được củng cố. Đây không phải là về việc bị lạnh. Đó là về việc bảo vệ sự bình yên nội tâm của bạn. Khi ai đó phớt lờ bạn, việc cảm thấy tổn thương hoặc thất vọng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta chào đón những khoảnh khắc như vậy không phải bằng cảm xúc hỗn loạn mà bằng một trái tim điềm tĩnh. Hãy nở một nụ cười, một lời chào lịch sự hoặc một lời chúc đơn giản cho một ngày tốt lành. Nhưng hãy làm như vậy mà không đặt nặng kỳ vọng. Lòng tốt của bạn là một món quà, không phải là một giao dịch. Duy trì khoảng cách tình cảm không phải là xây những bức tường. Đó là về việc vẽ đường. Đó là hiểu rằng mặc dù bạn có thể kiểm soát hành động của mình, nhưng bạn không thể kiểm soát cách người khác phản ứng. Khoảng cách này không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của sức mạnh và lòng tự trọng. Đó là một lựa chọn có ý thức để không để hành động của người khác quyết định trạng thái cảm xúc của bạn. Bằng cách tử tế nhưng vẫn tách biệt, bạn đang nói, tôi chọn không để sự thờ ơ của bạn làm mất cân bằng của tôi. Cách tiếp cận này không chỉ bảo vệ bạn, nó trao quyền cho bạn. Và con đường của lòng tốt kết hợp với sự tách biệt cảm xúc này là hiện thân mạnh mẽ của trí tuệ khắc kỷ. Đó là sự cân bằng cho phép bạn tương tác một cách duyên dáng nhưng vẫn giữ vững sự chính trực về cảm xúc của chính mình. Đó là sự thể hiện sự tôn trọng bản thân và người khác, đồng thời là minh chứng cho sự trưởng thành và hiểu biết của bạn. Bằng cách này, bạn vượt qua những lời từ chối trong cuộc sống không phải bằng cay đắng hay tổn thương, mà bằng cảm giác bình yên và phẩm giá nội tâm không thể lay chuyển. Nếu bạn vẫn đang xem video này và cảm thấy những bài học này hữu ích, đó là một dấu hiệu rằng bạn đang quan tâm và muốn học hỏi. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy bị lạc hướng hoặc mất phương hướng. Và việc tìm kiếm kiến thức và sự động viên từ những nguồn như video này có thể giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn hơn. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy video này đã mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn, hãy không ngần ngại để lại một bình luận số 1 bên dưới. Bằng cách đó, chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng học hỏi và chia sẻ, giúp mỗi người trong chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. 12. Đừng cầu xin sự chú ý. Khi đối mặt với sự thờ ơ, cách khắc kỷ không phải là cầu xin sự chú ý. Đó là lời kêu gọi hãy neo mình vào giá trị bản thân và sự độc lập của chính bạn. Khi ai đó phớt lờ bạn,
đó không phải là dấu hiệu để bạn thể hiện mạnh mẽ hơn trước ánh mắt của họ. Thay vào đó, đó là cơ hội để hướng nội và khẳng định lại giá trị của chính bạn. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta rằng lòng tự trọng của chúng ta không nên là một con lắc bị dao động bởi sự chú ý của người khác. Đó là việc bạn phải vững vàng trong lòng tự trọng của mình, biết rằng giá trị của bạn không thể thương lượng được. Hãy dấn thân vào những đam mê và theo đuổi của bạn với một trái tim đầy tự chủ. Đó không phải là khoe khoang để khiến ai đó nhận ra họ đang thiếu gì, mà là việc tự mình nhận ra những gì bạn mang lại. Tận hưởng những hoạt động khiến bạn hài lòng, kết nối với những người đánh giá cao bạn và nuôi dưỡng một cuộc sống khiến bạn tự hào. Đây không phải là một hành động thụ động, đó là sự đón nhận sôi nổi tích cực của cuộc sống của chính bạn. Đó là việc bạn tham gia quá nhiều vào sự phát triển và hạnh phúc của chính mình đến mức nhu cầu được bên ngoài xác nhận bắt đầu trở nên không còn phù hợp nữa. Vì vậy, thay vì chạy theo sự chú ý thoáng qua, hãy đầu tư vào bản thân. Xây dựng một cuộc sống mà bạn hài lòng không phụ thuộc vào cách người khác nhìn nhận nó. Hãy để sự tự tin và tự trọng của bạn là sản phẩm phụ của sự phát triển và thành tích cá nhân của bạn, chứ không phải là một màn trình diễn trước khán giả. Cách tiếp cận theo chủ nghĩa khắc kỷ này không chỉ là đối phó với sự từ chối, đó là việc vượt qua nó bằng cách tập trung vào điều thực sự quan trọng, hành trình phát triển và hoàn thiện của chính bạn. Bạn biến sự từ chối thành cơ hội để củng cố quyết tâm và hiểu sâu hơn về giá trị bản thân. 13. Đừng tiết lộ cuộc đấu tranh của bạn. Khi ai đó phớt lờ bạn, bạn có thể cảm thấy cám dỗ để thể hiện những khó khăn của mình. Tuy nhiên, chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta nghệ thuật duy trì sự điềm tĩnh. Điều này không có nghĩa là giả vờ như mọi thứ đều ổn, mà là về khả năng phục hồi từ bên trong. Việc thể hiện rằng bạn không bị ảnh hưởng không phải là một sự giả vờ. Nó phản ánh sự ổn định thực sự bên trong bạn. Hãy tiếp tục cuộc sống của bạn với sức sống và sự quyết tâm như trước. Điều này không phải là một màn trình diễn cho người khác, mà là minh chứng cho sức mạnh của chính bạn. Cách tiếp cận này không phải là phủ nhận cảm xúc của bạn, mà là thừa nhận chúng nhưng không để chúng kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy để sự bình tĩnh và tự tin dẫn đường cho bạn. Bằng cách tiếp tục cuộc sống với sự tự tin, bạn không chỉ cho người khác thấy sức mạnh của mình mà còn nhắc nhở chính bản thân về nó. Đây là một cách tinh tế nhưng mạnh mẽ để khẳng định rằng giá trị bản thân của bạn không phụ thuộc vào ý kiến hoặc hành động của người khác. Về bản chất, bằng cách không tiết lộ cuộc đấu tranh của mình, bạn đang áp dụng triết lý khắc kỷ về khả năng phục hồi cảm xúc. Hãy sống mỗi ngày với sự kiên cường và lòng can đảm. Và hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự nằm trong khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn và không để chúng chi phối cuộc sống của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ thể hiện một sự ổn định nội tâm mạnh mẽ, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và khả năng phục hồi trong mọi hoàn cảnh. Đây không phải là việc che giấu cảm xúc của bạn, đó là việc quản lý chúng theo cách duy trì phẩm giá và lòng tự trọng của bạn. Đó là sự thể hiện sự khôn ngoan và chính trực, cho thấy rằng bạn luôn giữ vững tính cách của mình và không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Phản ứng của bạn khi bị từ chối không chỉ để thế giới nhìn thấy, đó là tấm gương phản chiếu sự dũng cảm và ổn định của chính bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe audiobook Chuyện đời ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chia sẻ về tư duy ngược đã mang đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ và hữu ích. Hãy áp dụng tư duy này vào cuộc sống hàng ngày và khám phá những điều bất ngờ mà nó mang lại. Đừng quên like, share và subscribe kênh audiobook Chuyện đời để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.